Chào mừng quý vị đến với mục điểm tin giáo hội Hoàn Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Hòa giải là ưu tiên hàng đầu tại giáo hội Trung Quốc. Số người chuẩn bị gia nhập giáo hội gia tăng tại các giáo phận ở Vương quốc Anh. Bản xét mình xưng tội theo đề nghị của Đức Thánh Cha Francisco. Bye bye. tin trung quốc hòa giải là ưu tiên hàng đầu tại giáo hội trung quốc đức hồng y petro parolin quốc vụ khanh tòa thánh xác quyết rằng sự hòa giải các cộng đồng công giáo tại trung quốc là một ưu tiên hàng đầu với sự hiệp nhất tin tưởng và cần một đà tiến mục vụ mới Đức ngụy Parolin khẳng định như trên trong lời tựa cuốn sách được báo Văn minh Công giáo sivinta Cattolica của dòng tên Italia xuất bản hôm 19 tháng 3 năm 2019 với từ đề Giáo hội tại Trung Quốc một tương lai cần viết. Đức ủy viết, tuy cộng đồng Công giáo tại Trung Quốc rất sinh động, nhưng công cuộc loan báo tin mừng tại quốc gia vĩ đại này ngày càng vẫn còn là một thách đố cần có sự hiệp nhất. Chính vì thế, Đức Giáo Hoàng Francisco đã thu hồi và tuyệt thông cho những giám mục Trung Quốc phụ thủ phong, mà không có sự ủy nhiệm của tòa thánh. Đồng ý Parolin nhìn nhận rằng, tuy tất cả các giám mục ở Hoa Lục hiện nay đã hiệp thông với tòa thánh, nhưng con đường hiệp nhất chưa hoàn toàn được thực hiện và sự hòa giải vẫn còn là một mục tiêu ưu tiên. Vì thế, cần có một con đường nghiêm túc thanh tẩy ký ức. Theo Đức Hồng Y, các mục tiêu của tòa thánh tại Trung Quốc vẫn là những mục tiêu ngàn đời, đó là phần rỗi các linh hồn và tự do của giáo hội. Tin Vương quốc Anh, số người chuẩn bị gia nhập giáo hội gia tăng tại các giáo phận ở Vương quốc Anh. Hơn 1.000 người đã tham dự nghi thức tuyển chọn tại các nhà thờ chính tòa và các nhà thờ trên khắp nước Anh và xứ Wales hôm cuối tuần rồi, Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Nghi thức tuyển chọn thường được cử hành vào đầu mùa chay là một trong những giai đoạn cuối cùng trong nghi thức gia nhập Kitô giáo dành cho người lớn. Qua nghi thức này, những người gia nhập đạo chuẩn bị lãnh nhận bí tích thêm sức hay hiệp thông trọn vẹn với giáo hội vào đêm vọng phục sinh. Tại nhà thờ chính tòa Westminster ở thủ đô London, có hơn 400 người tham dự các nghi thức tuyển chọn vào thứ Bảy và Chủ nhật. Trong đó có 200 dự tòng là những người không thuộc các giáo hội Kitô khác và chưa được rửa tội trong các giáo hội này và 219 ứng viên là những người đã được rửa tội trong các giáo hội Kitô khác nhưng muốn hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo. Đồng ý Vincent Nikon đã chủ sự thánh lễ cùng với một số giám mục khác. Đồng ý nói với các dự tòng và ứng viên, chúng tôi cảm tạ Chúa về những cách thế mà qua đó các gia đình giáo sứ và giáo phận được phong phú nhờ anh chị em và chúng tôi hứa tiếp tục nâng đỡ anh chị em và gia đình của anh chị em bằng lời cầu nguyện và gương mẫu của đời sống Kitô hữu mà anh chị em sẽ trải nghiệm trong các cộng đoàn giáo xứ. Giáo phận Birmingham cũng có 181 người chuẩn bị gia nhập đạo, trong số này có 85 dự tòng, giáo phận Nottingham có 151 người chuẩn bị gia nhập đạo, tăng 30 người so với năm ngoái. Tin Vatican bản xét mình xưng tội theo đề nghị của Đức Thánh Cha Francisco để chuẩn bị cho việc cử hành 24 giờ cho Chúa vào ngày thứ sáu 29 tháng 3, Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng đã phổ biến bản hướng dẫn về cách xét mình xưng tội gồm 3 phần theo đề nghị của Đức Thánh Cha Francisco như sau. Về tội liên quan đến Thiên Chúa thì tôi có kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ không Tôi có dự lễ ngày Chủ nhật và các ngày lễ buộc không? Tôi có bắt đầu và kết thúc mỗi ngày bằng lời cầu nguyện không? Tôi có kêu danh Thánh Chúa, Đức Maria hay các thánh vô cỡ không? Tôi có xấu hổ khi người ta biết tôi là một kỳ tô hữu không? Tôi có làm gì để phát triển tâm linh không? Làm như thế nào và khi nào? Tôi có nội loạn chống lại hoạch định của Thiên Chúa không? Tôi có mong đợi Ngài phải chiều theo ý riêng của tôi không? Về tội liên quan đến người lân cận, thì tôi có tha thứ, thể hiền lòng trắc ẩn và giúp đỡ người lân cận của mình không? Tôi có phỉ bán, cướp bóc hay khinh bị trẻ em và những người vô phương tự vệ không? Tôi có ghen tị, phẫn nộ hay thiên vị không? Tôi có chăm sóc người nghèo và người đau yếu không? Tôi có khinh rẻ nhân tính của anh chị em không? Tôi có trung thực và công bình với mọi người hay tôi nuôi dưỡng một thứ văn hóa gạt bỏ người khác qua một bên không? Tôi có kích động người khác làm điều sai trái không? Tôi có tuân giữ giáo huấn luân lý của Tin Mừng về hôn nhân và gia đình không? Tôi thực thi trách nhiệm giáo dục con cái mình như thế nào? Tôi có thảo kính cha mẹ không? Tôi có khước từ cuộc sống mới được thụ thai không? Tôi có dập tắt món quà cuộc sống này không? Tôi có giúp ai làm như thế không? Tôi có tôn trọng môi trường không? Về tội liên quan đến bản thân thì tôi có sống hai mặt, một chút trần tục và một chút thánh thiện không? tôi có ăn uống hút thuốc và giải trí quá đồ không tôi có quan tâm đến sức khỏe thể chất và tài sản của mình một cách quá đáng không tôi sử dụng thời gian của mình như thế nào tôi có lười nhác không tôi có muốn được người ta phục dịch không tôi có yêu mến và cố gắng đạt đến sự thanh sạch của tâm hồn trong suy nghĩ và hành động của mình không tôi có ao ước trả thù hay nuôi hận trong lòng không tôi có hiền lành và khiêm nhường không có là người xây dựng hòa bình không khi được yêu cầu đưa ra những lời khuyên cho các hối nhân, có thể xưng tội nên Đức thánh cha Francisco cho biết, họ nên xem xét sự thật của cuộc sống họ trước Chúa, họ cảm thấy gì, họ nghĩ gì, họ cần quan sát bản thân mình và những tội lỗi đã phạm với lòng chân thành và họ phải cảm thấy mình là những người tội lỗi và để cho mình được trầm trồ ngạc nhiên trước thiên Chúa. điểm tin giáo hội hoàn vũ của trang thông tin giáo phận phú cường đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin lần sau